Bún phở review xin chào tất cả các bạn. Người ta dậy thì thành công, còn anh bổn lò đây dậy thì lại ngủ tiếp. Thế nên đã 30 nồi bánh chưng, anh vẫn kết bạn với những trò chơi ngu bất hủ. Và hôm nay lại là một ngày bình thường của anh, khi anh vừa phát hiện ra một tổ ong siêu chất lượng mới được xây dựng trong nhà ông bà anh. Vừa nghe tin là anh bật tôm ra khỏi giường, lái xe với tốc độ bàn thờ lao đến nhà bà, không gian gọn gàng và thoáng mát, điều hòa vẫn mở để phục vụ cho quàng thượng đang du ngoạn phía trong. Tuy rất yêu khứa mồn lèo này, nhưng vì nó khinh anh ra mặt, nên anh bổn quyết định xách đít ra ngoài, tổ ong đây rồi các bạn. Bên ngoài nó to hơn gấp 3 lần so với ảnh trên điện thoại mà bà gửi, khiến anh vô cùng phấn khích. Dù tổ ong hình thành chưa lâu, nhưng với lực lượng hùng hậu tới hơn 20 con ong thợ, chúng phát triển siêu nhanh, má ơi, vừa đến gần mà xém tí anh đã bị một em chích yêu cho rồi, hú hồn giao diện vẫn còn nguyên. Dù rằng ông bà anh không có ý xua đuổi đàn ong, nhưng nếu để chúng phát triển đông hơn, e rằng sẽ gây ra nguy hiểm cho họ. Vì thế, anh bắt đầu bật chế độ tấn công, má ơi, chưa kịp công mà đã bị tấn dí cho sấp mặt rồi, bình tĩnh thử lại lần nữa nhé. Anh không tin bàn tay vàng trong làng săn ong của anh lại phải chịu thua trước tụi này. Anh lén đẩy cột khói vào trong, rồi quay mông chạy muốn bay cái giới tính ra ngoài. Lũ ong ùa ra tán loạn, thế nhưng gió dần thổi khói bay đi thay vì bốc lên cao. Anh hồi hộp lé mắt nhìn ra, ôi mẹ ơi, mấy con ong thình lình bay đến khiến anh giật mình. Như này mà bị chúng tấn công thì thật lo ngại cho ông bà của anh quá, tình hình có vẻ không ổn lắm. Anh bèn dùng thêm loại gỗ đóng gói để tạo khói chuyên dụng này. Một cái không đủ thì ném thêm 4 cái nữa nè. Úi giời, lỗi quá anh ơi, gió vẫn thổi khói đi rồi kìa. Thế nhưng sau một hồi chờ đợi, lũ ong đã di rời hết. Anh dùng kéo cắt bỏ tổ ong rời khỏi tường, chu choa, những con nhộng béo múp này các bạn. Thế nhưng vừa đưa vào nhà, anh phát hiện ra ong chúa đang cố thủ ở đó, cố gắng dùng nhíp để tóm gọn em nó, mà hụt liên tục. May mà em nó vẫn đang phê pha nên mới lơ là không chích anh sưng mà, cuối cùng anh cũng kẹp được em nó rồi. U là trời, ông anh này hậu đậu số 2 thì không ai chủ nhật. Bạn xem con ong này nó cáu kỉnh vô cùng kìa, sợ lỡ tay đánh rơi phát nữa thì iPhone không mở được khóa vì sai avatar, anh vội vứt em nó ra ngoài. Chà chà, bạn xem những con nhộng đầy ắp protein này đi, đỉnh quá đi mất, những lỗ bị đậy nắp là vị trí của những con nhộng đã sắp thành ong. Có con đã hoàn thiện rồi, cũng có con mới chỉ biến hình chứ chưa kịp trở mình đổi màu sắc. Anh hào hứng tò mò mở từng nắp kén để xem thử. Ôi mẹ ơi, thình lình ở phía trong một lỗ kén là con trưởng thành hoàn toàn khỏe mạnh này đây, xém tí nữa là bị em nó nút cho mấy phát rồi. Tuy rằng rất nhiều ông đang khoái khoái chảy nước miếng với mấy con nhộng, nhưng nơi đây chỉ riêng mình anh, nên đành chấp nhận ăn một mình thôi vậy. Anh cho cả tổ vào phía trong hộp, rồi hun khói chúng, cha cha mùi bốc ra cũng ổn áp phết anh em ạ. Chỉ lúc sau, bạn xem này, chúng được nướng hoàn hảo đấy chứ, nhưng những con nhộng phía trong sẽ không thể chín đều. Vì thế anh gấp hết nhộng ra, rồi tiếp tục hun thêm lần nữa, cả hộp giấy khói bố lên nghi ngút, mấy con nhộng lúc này đã được nướng vàng đều cả rồi. Hú hồn, xém tí thì bỏng nặng anh em ạ, thôi toang, lửa cháy lan ra hộp giấy phía luôn rồi, dùng hộp giấy để làm lò nướng thì anh có IQ vô cực luôn rồi. Hộc tốc chạy đi tìm vòi phun nước để dập lửa, cũng may là anh đang ở ngoài vườn, nếu không ông bà lại có thêm kỷ niệm với đứa cháu báo thủ rồi. Bạn xem thành quả này, hun khói trông cũng ra gì và này nọ lắm phải không? Một vài con hơi cháy xém, nên anh bổn chỉ ăn những khứa còn vàng ươm mà thôi. Lại là một ngày thành công để dọn dẹp cả tổ ong bạ chà bứ. Có bạn nào muốn xem thêm những video bắt ong thú vị như thế này nữa không nhỉ? Chỉ vì quá đam mê với những con vật kỳ dị trong nhà mà quên mất chăm sóc chúa sơn lâm của cả gia đình, anh Bảy bị vợ ném ra ngoài mà không có gì dắt túi. Trên mũ dưới xịp, may anh vét được một con dao nhỏ và mớ pin để quay phim sống ảo, đúng là người thành công thường có lối đi riêng. Dọc bờ biển có rất nhiều rác thải, anh cho rằng bản thân có thể làm nên một vài thứ hay ho dựa vào đó. Anh bắt đầu thu lượm tất cả những cành cây đủ mọi kích cỡ vào một vị trí đắc địa, rồi khéo léo xếp chúng lại với nhau. Tạo nên một mái che trông khá ổn, chỉ là không biết độ chắc chắn là bao nhiêu mà thôi. Khi đã dựng lên cơ bản phần khung, anh cào bớt cát phía trong ra ngoài. Mặc dù phía trong những tán cây có vẻ mát mẻ, nhưng mũi nó nhiều kinh khủng khiếp, vì thế anh chấp nhận tắm nắng làm heo nướng, còn hơn làm một cái xác khô ở trong bóng râm. Sợi dây màu xanh này là anh vô tình nhặt được. Đúng là người có công trời không phụ, anh gom thêm chút lá khô, sau khi vật lộn anh đã có được cho mình một chỗ trú chân tuyệt vời. Chỗ này mà cho thêm mồi lửa thì bén lắm đấy nhỉ. Anh tiếp tục đến chỗ mấy đống rác để tìm xem có gì hay ho không. Ngoài một chiếc dép lê để thay thế cho quả tông lào của mình, anh còn phát hiện ra một quả dừa khô, đang khát VL, mà quả dừa này có vẻ không có nước rồi. Anh lại phải vòng đến những vị trí khác để tìm kiếm, dưới tảng đá là một quả dừa khác, không biết có nên cơm cháo gì không. Nhưng phải bổ ra thử xem sao, vì con dao của anh quá nhỏ, nên anh phải đập mạnh quả dừa vào tảng đá. May mắn là sau quá trình đó, trong quả dừa quả thật có một chút nước. Dù rằng nó nhạt tẹt, nhưng ít ra anh đã không còn lo bị hẹo vì khát nữa. Anh tiếp tục đập thêm một quả khác để mang về dự phòng.
Tìm một chút nước mà mất sức quá anh em ạ. Thấy người người nhà nhà đi sinh tồn sướng như vua, mà sao anh đây bết bát thế nhỉ? Đúng lúc đang đau chân vì một bên tông lào thì phát hiện đỉnh của chóp xuất hiện, anh có thêm một đôi dép độc nhất vô nhị. Lượn khắp nơi mà không có thêm món gì ăn, anh đành quay về chuồng, nhai tạm miếng dừa để có sức đi ngủ, vì dù sao, trời cũng đã tối rồi. Tuy rén VL, nhưng may mắn đêm đầu tiên anh đã ngủ rất say vì quá mệt, trông ông anh mới hào hứng chào ngày mới làm sao. Cát đang dính khắp người anh, thật sự là một trải nghiệm nhớ đời, ấy vậy mà khi bún hỏi có muốn về xin lỗi nóc nhà không? Anh trả lời không trong một nốt nhạc mà không cần suy nghĩ, để săn sáng, anh đục quả dừa còn lại ngày hôm qua ra, có thêm tí nước cầm hơi. Có như thế anh mới đủ sức để tìm kiếm món gì đó bon mồm hơn, rửa mặt cho tỉnh táo xong, anh lại tiếp tục đi nhặt rác. Phương án của anh có vẻ độc lạ nhất hệ mặt trời rồi đấy, ô kìa, có một cặp chó đen phía xa kia, gặp mấy anh Việt Nam là có ngay miếng mồi to bự không lo chết đói rồi đấy. Trong khi anh Bảy vẫn đang ra sức bới tìm, sau khi có được vài dụng cụ hay ho, anh đào một hố đất, rồi bọc một túi ni lông xuống dưới, hy vọng sẽ có được một ít nước. Bạn thấy không, kể cả không có mưa, thì phần mồ hôi đổ xuống ở mặt dưới tấm ni lông cũng đủ giúp anh không đăng xuất. Nguyên lý đã rõ, anh rải lá xuống hố, đều là những loại lá bị sâu ăn lởm chởm, vì như thế chứng tỏ nó không có độc. Và đây chính là bẫy tạo nước hoàn hảo của anh Bảy, liệu rằng mọi thứ có hoạt động đúng như anh mong ước không nhỉ? Cùng chờ xem nhé! Nếu trên biển không có gì bỏ bụng, anh có thể ăn uống một số lá cây này, lang thang một lúc, anh lại tìm ra một quả dừa khô, với hy vọng có thêm chút nước. Nhưng sau khi vất vả bổ nó ra thì ối giời ơi, nó có mùi như quả tất chân thúi của anh 3 tháng chưa giặt ấy. Vì thế, lúc này mọi sự hy vọng của anh chỉ đặt ở cái bẫy nước này mà thôi, anh không muốn phải quay trở lại nơi nóc nhà đang chờ đợi của anh đâu. Anh đập nốt quả dừa cuối cùng mà mình có, qua đến nay, anh chỉ cầm hơi bằng dừa, có khi nào anh sắp biến thành sọ dừa luôn không nhỉ? Ở ngay cạnh biển, nhưng trong tay anh lại chẳng có dụng cụ gì để bắt cá, nghĩ nó cay thật sự, không thể cứ ăn chay mãi được, vì thế, anh lại đội nắng đội gió đi tìm kiếm. Và có được một vài thanh gỗ khá ổn áp, thêm một sợi dây câu tuy ngắn nhưng có vẻ vẫn có thể sử dụng được. Anh sẽ dùng vụn vỏ dừa khô và sử dụng chai thủy tinh này với hy vọng nó sẽ trở thành một lăng kính hội tụ để tạo ra lừa. Tuy chưa bắt được con cá nào, nhưng anh đã lo lắng đến việc không thể nấu chín nó rồi. Anh giữ nguyên cái chai một lúc và bạn xem kia. Đủ nắng thì lửa sẽ cháy thôi, khói bốc lên rồi. Anh nâng niu nó thổi nhẹ nhẹ để than xuất hiện, rồi nhóm thêm vào một chút vỏ dừa khô. Cảm giác hồi hộp như lần đầu hôn vợ thằng bạn, anh vừa thích thú vừa sợ hãi. Và rồi, chuyện gì đến cũng đến, anh dần đặt ngọn lửa bé xíu đó vào những vị trí dễ bén hơn. Không có lửa làm sao có khói, thế mà khói muốn tắt thở, mãi vẫn chưa thấy lửa đâu. Vừa nhắc đến thì bà Hỏa xuất hiện ngay rồi đây. Quá đỉnh, đã có lửa, anh cực kỳ tự tin đi tìm gì đó để ăn. Trên đá lúc này có rất nhiều ốc, ô xem kìa một con kìa cực kỳ ngọt nước. Úi giời, tay thối như anh đúng là vô địch thế giới. Cũng may là sau khi đuổi cùng diệt tận, anh đã bế được em nó từ trong mỏm đá. Và đây là thành tích đủ để anh lấp tạm vào dạ dày trong ngày hôm nay, một con cua và rất nhiều ốc, tự tin là trò con bò anh em ạ, chứ thức ăn cơ bản đã có rồi. Anh bẻ một nhánh xương rồi, để làm gì thì bạn sẽ biết ngay thôi, tiện thể khi đi qua nơi hứng nước, anh mở nó ra để xem thử và bạn không thể tưởng tượng nổi đâu. Anh đã thu được một lượng nước, đủ để giúp anh không chết khát tại nơi này, để xem này, tuyệt vời thật, sau 2 ngày, cuối cùng anh cũng đã có ngụm nước đầu tiên vào bụng. Anh quay trở về với ngọn lửa của mình, đầu tiên là đặt cua này vào than, cho những con ốc vào một lon nước cũ mà đun sôi, còn mảnh xương rồng, anh sẽ nướng sơ để nó trở thành món rau giải ngấy. Và đây chính là bữa ăn thịnh soạn nhất của anh từ hôm qua đến giờ, thịt cua siêu bén, bụng đói cồn cào nên ăn quần què gì cũng thấy ngon anh em ạ. Xương rồng có độ giòn khá ngon, cũng bon mồm ra phết các bạn ạ. Nếu là bạn có dám một mình sống ở một nơi hoang vu như thế này không? Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi đến cuối video, Bún Phở rất biết ơn về điều đó, và đừng quên tiếp tục ủng hộ kênh trong những video tiếp theo nha. Bún Phở xin chào và hẹn gặp lại.